phong tỏa khám xét trung tâm đăng kiểm 5005V ở thành phố Hồ Chí Minh. Hàng chục cảnh sát kinh tế, cơ động, cảnh sát giao thông phong tỏa chi nhánh của trung tâm đăng kiểm 5005V trên đường Hồng Hà, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện lệnh khám xét. Trưa ngày 13 tháng 2, đường vào trụ sở chi nhánh đăng kiểm của trung tâm đăng kiểm 5005V trực thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam bị cảnh sát phong tỏa, gần chục xe chuyên dụng đậu trước cổng trung tâm. Toàn bộ nhân viên ở đây không được ra ngoài, còn những người không liên quan không được phép lại gần. Bên trong, lực lượng chức năng làm việc với các nhân viên đăng kiểm trên hệ thống máy tính niêm phong nhiều thùng tài liệu. Việc điều tra sai phạm tại đơn vị này do Công an quận Tân Bình triển khai, động thái được cơ quan điều tra đưa ra trong kế hoạch mở rộng điều tra vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ và giả mạo trong công tác xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành. 4 hôm trước, ngày 9 tháng 2, Công an thành phố Hồ Chí Minh cùng đồng loạt khám xét chi cục đăng kiểm số 9 ở thành phố Vũng Tàu, chi cục đăng kiểm số 6 tại quận 1 thành phố Hồ Chí Minh đều thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam do nghi vấn sai phạm. Hiện, hành vi của các cá nhân tổ chức tại 3 đơn vị trên chưa được công bố. Hơn 2 tháng qua, Công an trên cả nước liên tiếp điều tra sai phạm trong hoạt động đăng kiểm. Riêng tại thành phố Hồ Chí Minh, nhà chức trách đã khởi tố 6 vụ án cấp thành phố và quận huyện, bắt tạm giam 89 người là giám đốc, phó giám đốc, nhân viên 13 trung tâm đăng kiểm Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Sóc Trăng và 8 đơn vị tại Sài Gòn. Thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu, dữ liệu điện tử có liên quan. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh mở rộng điều tra về trách nhiệm, công tác quản lý nhà nước, thanh tra, kiểm tra.